Bốn con trai lặng người trong tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Tang lễ minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng bắt đầu diễn ra vào sáng nay, người thân đồng nghiệp có mặt để tiễn đưa nữ nghệ sĩ gạo cội. Vào 8 giờ sáng nay mùng 10 tháng 9, linh cữu minh tinh Thẩm Thúy Hằng được đưa đến nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần ban tổ chức tang lễ, trong đó có nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương và ông Nguyễn Thành Vũ, con trai lớn của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Bốn con trai của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng mang di ảnh thời trẻ của mẹ, đồ cúng vào nhà tang lễ để tiến hành lễ viếng. Đây là lần hiếm hoi công chúng được thấy bốn con trai của nghệ sĩ gạo cội xuất hiện bên nhau. Một số hình ảnh bên trong trước khi lễ viếng diễn ra, ảnh chân dung thời thanh xuân của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng được đặt trang trọng trong tang lễ. Bốn con trai lặng người trước linh cữu, thắp nén nhang cho người mẹ quá cố. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đau buồn trước sự ra đi của đồng nghiệp, cũng là người chị em thân thiết lâu năm. Hòa viếng cố nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Vinh Vương, diễn viên Kiều Trinh. Lễ viếng nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng vẫn đang diễn ra trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9. Linh cữu minh tinh màn bạc sẽ được đưa đi hỏa táng vào sáng sớm ngày 12 tháng 9 tại Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức. Thẩm Thúy Hằng, tên thật Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940, là minh tinh lẫy lừng của nền điện ảnh Việt Nam từ thập niên 1950-1970. Bà nổi danh người đẹp Bình Dương khi thủ vai chính trong bộ phim cùng tên. Thời Hoàng Kim, bà đóng rất nhiều phim và trở thành minh tinh số 1 với cát xê 1 triệu đồng cho một vai diễn, số tiền có thể mua được 1 kg vàng thời bấy giờ. Dưới vai trò minh tinh màn bạc, Thẩm Thúy Hằng liên tục tham dự các liên hoan phim quốc tế ở Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Liên Xô. Bà đạt được nhiều giải thưởng lớn như nữ diễn viên xuất sắc tại liên hoan phim Đài Bắc, ảnh hậu Á Châu trong liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan năm 1972-1974, nữ diễn viên khả ái nhất tại liên hoan phim Moscow và Taken tại Liên Xô năm 1982. Bên cạnh điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng cũng tham gia các sân khấu kịch, cải lương để trải nghiệm khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Ban kịch của Thẩm Thúy Hằng là một trong những ban kịch được yêu thích ở Sài Gòn thời bấy giờ. Ngoài những bộ phim nổi tiếng, Thẩm Thúy Hằng còn được xem là biểu tượng nhan sắc một thời, đi đầu nhiều xu hướng thời trang. Cho đến sau này, vẻ đẹp gia nhân ngày ấy vẫn còn được nhiều khán giả nhắc đến. Có tuổi trẻ huy hoàng, nhưng Thẩm Thúy Hằng tuổi xế chiều, sống vô cùng khép kín. Được biết, bà tu tại gia, nghiên cứu thiền học, làm từ thiện và ít tiếp xúc bên ngoài. Con trai Thẩm Thúy Hằng chia sẻ nhiều điều về mẹ. Tại tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng sáng nay mùng 10 tháng 9 ở thành phố Hồ Chí Minh, đại gia đình của bà có mặt đông đủ, trong đó có gia đình bốn con trai từ Mỹ, Úc về Việt Nam. Nghệ sĩ Kim Cương đến sớm với tư cách người bạn thân, thành viên ban tổ chức tang lễ. Sáng ngày 10 tháng 9, tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Là đại diện ban tổ chức tang lễ, nghệ sĩ Kim Cương và bà Dương Cẩm Thúy, chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh có mặt từ sớm cùng gia đình nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Minh tinh Thẩm Thúy Hằng và người chồng Nguyễn Xuân Oánh có 4 người con trai. Anh cả là Nguyễn Thành Vũ, hiện sống ở Úc. Anh thứ hai là Nguyễn Xuân Dũng, sống ở Mỹ hơn 20 năm nay. Hai người còn út là anh em sinh đôi Nguyễn Xuân Ái Quốc, sống ở Úc và Nguyễn Xuân Quốc Việt, sống ở Mỹ. Mẹ làm từ thiện rất nhiều, đi hàng ngàn ngôi chùa. Anh Nguyễn Xuân Ái Quốc, 38 tuổi, hiện sống và kinh doanh tại Úc, một trong hai người con trai sinh đôi của Thẩm Thúy Hằng, cho biết trong đêm nữ diễn viên qua đời, gia đình anh đã được những người đang chăm sóc bà kết nối qua điện thoại video để nói chuyện với bà. Những năm cuối đời, bà có sức khỏe tốt, chỉ yếu đi vì tuổi già chứ không mắc bệnh gì. Trong những tháng cuối đời, bà sống lặng lẽ hơn nhưng vẫn có những cuộc gọi cho con cháu. Về lời trăn trối của bà, anh Ái Quốc cho biết vào tháng 6, tháng 7 năm nay, gia đình anh có về Việt Nam thăm mẹ và đã nghe bà dặn dò nhiều điều. Dịp đó, cả bốn anh em trong gia đình đều về thăm mẹ. Nhờ đó, cuối đời, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng có được niềm vui, sum vầy bên con cháu. Dù các con đều sống ở nước ngoài, ở Việt Nam có những người cháu được bà coi như ruột thịt, sống cùng bà và chăm sóc cho bà mấy năm nay.
Anh Quốc nói với Tuổi Trẻ Online, trong mấy chục năm vừa qua, mẹ đi làm từ thiện, công tác xã hội rất nhiều, đi hàng ngàn ngôi chùa. Những năm gần đây do dịch bệnh nên mẹ không làm từ thiện được nhiều. Trong cuộc sống đời thường, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng là người luôn lo nghĩ, quan tâm đến người khác. Bà tự hào vì thành công của cả bốn người con trai. Cả bốn người đều theo nghề của ba, ông Nguyễn Xuân Oánh, và bay cao, bay xa, có sự nghiệp thành công. Vợ chồng nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng ủng hộ các con đi nước ngoài lập nghiệp. Tất cả đều được học từ nhỏ ở nước ngoài. Là con của một diễn viên nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn trước năm 1975, anh Ái Quốc cho biết anh có một tuổi thơ đặc biệt. Cả gia đình đều biết và tự hào vì sự nghiệp diễn xuất của người mẹ, tự hào vì bà được nhiều khán giả ái mộ. Chúng tôi vui vì mẹ nổi tiếng, dù không đóng góp hay chia sẻ được nhiều cho công việc của mẹ, vì mẹ có một công việc đặc biệt khác thường. Bên ngoài, mọi người thấy chúng tôi là một gia đình nổi tiếng, nhưng bên trong thì chúng tôi không khác gì một gia đình bình thường. Cha mẹ cũng đưa chúng tôi đi học, chăm lo cho con cái. Chỉ có điều, mẹ phải gánh thêm gánh nặng là người của công chúng. Trong mắt tôi, mẹ không khác gì những bà mẹ khác, anh Ái Quốc chia sẻ. Bước vào tuổi trung niên, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng rời xa ánh đèn sân khấu hay màn bạc. Bà không tham gia các hoạt động giải trí, nhưng trong mắt anh Ái Quốc, mẹ anh chưa bao giờ rời xa thế sự. Bà vẫn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động từ thiện, đó là cách bà đóng góp cho cuộc sống. Kim Cương, tôi thấy như chết một phần cơ thể khi Hằng qua đời. Nghệ sĩ Kim Cương chia sẻ tại tang lễ, tôi thấy như chết một phần cơ thể khi Hằng qua đời là Hằng cho tôi làm trong ban tổ chức tang lễ cho Hằng dù sức khỏe tôi yếu. 50 năm quen nhau, có thời tôi và Hằng không nhìn mặt nhau. Thời xưa có những báo lá cải chuyên đi tìm tin giật gân, có báo xúi nghệ sĩ nói xấu nhau. Suốt thời gian đầu tôi không muốn có xích mích giữa hai chị em, tôi chiều Hằng vô cùng. Cho Hằng đóng bất cứ phim nào, cho tên Hằng lên trước, dần dần chị em tôi hiểu nhau hơn. Sau 1975, chúng tôi trở nên gắn bó với nhau. Có những lúc hai chị em ôm nhau mà khóc. Tôi mời Hằng về với đoàn Kim Trung, đóng vai chính Phồn Y trong vở Lôi Vũ. Hằng thấy tấm lòng của tôi nên suốt một năm trời, Hằng gắn bó với đoàn Kim Trung là năm hạnh phúc nhất. Ba tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng, sau đó vào Nam sinh sống. Với vai diễn đầu tiên Tam Nương trong phim Người Đẹp Bình Dương, một phim đen trắng của hãng phim Mỹ Vân ra mắt năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã nổi lên như một ngôi sao điện ảnh. Không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và cải lương. Thẩm Thúy Hằng rực sáng trong các phim Nàng, Trà Hoa Nữ, Đôi Mắt Thuyền, Điệp Vụ Tìm Vàng, Sóng Tình, Như Hạt Mưa Sa, Tứ Quái Sài Gòn. Thông tin tang lễ diễn viên Thẩm Thúy Hằng. Chia sẻ với Vietnamnet, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa trao đổi với gia đình về kế hoạch tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Theo bà Thúy, tang lễ bắt đầu từ 8:30 sáng ngày 10 tháng 9 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Khách viếng trong 2 ngày, mùng 10, 11 tháng 9, 6:30 sáng ngày 12 tháng 9 sẽ tiến hành lễ di quan. Nguyễn Phương Dũng, con trai thứ của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, vừa về tới Việt Nam vào hôm qua, mùng 8 tháng 9. Bàn lễ tang sẽ gồm có tôi, con trai cô Thẩm Thúy Hằng, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Hiện chúng tôi đang cho soạn thảo cáo phó để đăng tải đến khán giả, truyền thông, bà Thúy cho biết. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nói, bà được gia đình nhờ cậy cùng đứng ra tổ chức tang lễ. Bà hiện cùng mọi người viết điếu văn để đọc trong lễ di quan. Kim Cương kể sức khỏe bà hiện không tốt nhưng sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.